Tùng. Ủa à, khỏe không? Thầy cũng khỏe, à, lúc nào cũng khỏe mà. À đấy à, thế dạo này bán hàng thế nào? Bán tốt. Ok à, ok rồi à, anh mới vào à, vào trong đây thứ nhất là anh thăm em này à, anh vào anh chào ba mẹ. Yeah. Và thứ hai nữa là anh có công việc là anh phải đi đến một nhà hàng để anh quay món ăn. Yeah. Cho cái chương trình ẩm thực độc đáo. Và đường ở trong này thì anh không biết, nhưng mà cái địa chỉ của nhà hàng thì anh biết rồi. Để đây, em chỉ đúng không? Yeah. Thế bây giờ thế này, anh vào anh chào ba mẹ. Yeah. Sau đó là em đưa anh đi. Yeah. Nhá. Ok ok. Okay. Yeah. Đây rồi, em đưa anh vào xong chào ba mẹ cái đã. Ui, ủa Tùng đấy à? Ủa thế sao lại vào nhà hàng này có hai cầu thang lên nữa thế nhỉ? Chắc là đường lên một đường xuống anh. Một đường lên một đường xuống chắc à? Vậy quá. Ủa thì hóa ra anh đi nhầm. À, anh đi vào cái đường xuống còn em đi đường lên. Nhưng mà đây là nhà hàng Lạc Thái. Bạn anh chỉ cho anh rồi, anh biết địa chỉ nhưng mà không biết đường, may quá có em chỉ đấy. Nhìn thấy kiến trúc nó rất là lạ. Thì chắc chắn kiến trúc đã lạ như thế này rồi thì món ăn thì rất là phong phú. Đúng. Bây giờ thầy nhá. Tùng cứ đứng ở đây, đứng ở quầy ba chờ anh. Okay. Để anh đi tìm ông chủ nhà hàng. Yeah. Để anh hỏi xem là cái phong cách nhà hàng như thế nào nhé. Yeah, đứng okay, đây, okay. Để anh đi tìm đã. Xin giới thiệu với quý vị, ngồi trước mặt Quang Thắng lúc này là anh Nguyễn Bảo Toàn, giám đốc của nhà hàng Lạc Thái. Em chào anh ạ. Chào Thắng. Vâng, trước khi em bước vào nhà hàng của mình, em thấy một cái sự rất là cổ kính và... em có thắc mắc là tại sao mà nhà hàng của mình như thế này mà lại để một cái bức tường mộc mạc như thế này anh? Thì nó là cái mục đích với cái concept của cái nhà hàng với cái thiết kế. Thì Toàn thích những cái nhà xưa. Dạ. Thì trong những cái nhà hàng Thái của Toàn ở Sài Gòn này đó thì là tất cả những cái nhà nó đều là nhà Pháp xưa hết. À, nhà cổ. Nhưng mà tại sao mình không chát vào, mình cứ để nguyên cả cái mộc gạch như thế này anh? Cái chất mộc của cái gạch này nó nói ra cái thời gian. À. Và nó nói là cái lịch sử. Dạ. Thế, cái này là được khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Cái dãy nhà Pháp này thì nó hơn 100 năm rồi. Ồ, thế là quá cổ kính phải không anh? Dạ. Em nhìn thấy những cái đồ ở trong đây cũng vậy. Ví dụ như là rùa này hay là con hạc này. Dạ. Thì em cũng thấy cổ kính. Thì tại sao lại cái kiến trúc của mình ấy nó lại cổ kính như thế này mà nằm giữa trung tâm Sài Gòn lại nhộn nhịp? Thì nếu như mà nó nhộn nhịp thì mình làm cho nó cổ kính đi, cho nó thành unique, cho nó khác đi. Dạ. Thì nó sẽ là cái khác với mọi cái mà bình thường khác. Dạ. Cái này gọi là bằng cói. Dơm phải không anh? Cói. Cói, cói. Vâng. Thế còn cái này thì giống kiểu Ai Cập. Đấy, ngồi rất thoải mái. Cái cầu thang thường cái mái này cũng như ở bên Đức, em cũng sang bên đấy, họ cũng tận dụng cái mái này làm về cái nhà trên đấy cũng rất là nhiều. Nhưng để mà trang trí theo như kiểu của mình này thì em chưa nhìn thấy. À, có những cái cây nến ấy, hoặc là cái đèn người ta gọi là đèn cầy ấy, bằng đồng, có phải là cổ ngày xưa không anh? Nói chung là tất cả những cái đồ trong này là đồ sưu tầm của Toàn. À thế ạ. Anh là đồ cổ, đồ xưa, hoàn toàn là đồ sưu tầm. À thế ạ. Vâng, thêm em muốn đến cái nhà hàng của mình, thế em muốn thưởng thức một món, thì anh có thể giới thiệu cho em biết được là món gì là chủ đạo của nhà hàng mình? Nó có mấy món chủ đạo thì ví dụ như là cà ri. Cà ri là? Cà ri vịt, cà ri bò, cà ri tôm này kia nữa. Dạ. Rồi gọi cá chê chiên xù. Dạ. Rồi gọi pattaya salad. Rất đặc trưng của Thái Lan. Và những món đặc trưng của Thái Lan và cũng đặc trưng của nhà hàng. Dạ. Thì cái lượng khách mà thân thiết của nhà hàng á, dạ, rất là lớn. Tầm nào thì họ tập trung đông? Hầu như là giờ trưa, giờ tối, lúc nào cũng đông. À đấy ạ, đấy ạ. Em muốn thưởng thức một món thì hôm nay cụ thể anh cho em thưởng thức món gì? Món cà ri. Cà ri. Được. Em sẽ xem món cà ri bếp của mình sẽ thể hiện như thế nào. Và bây giờ thì em xin phép anh cho em xuống bếp để em gặp bếp trưởng của nhà hàng mình để xem là bếp trưởng thể hiện cái món cà ri này như thế nào anh nhé. Được, ok, được. Được.
chào anh. Dạ, chào. Assalamualaikum. Thưa quý vị và các bạn, Quang Thắng đứng bên cạnh một đầu bếp thực thụ là người Thái Lan. Bởi vì đây là nhà hàng lạc Thái mà. Chính vì vậy là nhà hàng đã mời đầu bếp từ Thái Lan sang đây để nấu cho tất cả người Việt và những người Thái hoặc là những người du khách đến Sài Gòn thưởng thức những món ăn vô cùng thú vị. Và tôi xin giới thiệu với quý vị, tên anh ta là Sampo Inok. Anh, bây giờ anh có thể làm chế biến những món gì? Mà tôi không quên mất là anh nói được tiếng Việt. Dạ, không em nói được, nói không được. Có lành lắm. Không có lành lắm. Dạ. Tốt rồi. Bây giờ em rất hiểu cái món là cà ri đỏ vịt quay, tiếng Việt Nam. Dạ. Và tiếng Thái là kem phệt phệt giang. Kem phệt phệt giang. Cái là kem phệt phệt giang, cái này là bên Thái là phệt phệt. Phệt. Giang là giống như nướng quay. Nướng là quay giang. Cà ri đỏ vịt quay thì tiếng Việt Nam. Dạ. Dạ. Vâng. Ê, nguyên liệu nó gồm nó những cái gì anh? Nguyên liệu ví dụ như là cái gia vị này. Gia vị là cứ anh giới thiệu cái nấu của là nó của cà ri đỏ bên cũng là món này cũng là đặc sản của ở bên Thái. Bên Thái. Dạ. Dạ. Quý vị nhìn đây. Thơm lắm ạ. Còn cái gì nữa? Cái này là món này là nấu với lại nước dừa. Nước dừa. Nước dừa của bên mình dừa miền Đà Nẵng là bên dắt nước la. Vâng. Tức là gọi là nước cốt dừa. Dạ, nước cốt dừa. Cốt dừa. Rồi. Cái thơm dứa. Dạ. Thơm như là lá vế. Cà chua bi. Cà chua bi với lại là hai con lá này. Lá này gọi là lá gì? Giờ Việt Nam ông ta kêu lá chúc. Lá chúc. Dạ. Nó không phải lá chanh, nó cũng là đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái này thì Thắng biết tại An Giang, chỉ có vùng An Giang mới có lá chúc này thôi. Mùi nó thơm. Thơm hơn. Dạ. Nó không phải là lá cam, không phải là lá chanh, nó gọi là lá chúc. Dạ. Và nguyên liệu chính thì không thể thiếu được đó là vịt quay phải không anh? Dạ, cái vịt quay. Bây giờ ta nổi lửa thôi. Dạ. Bắt đầu anh chế biến các món đi ạ. Dạ, bây giờ em bắt đầu nấu. Ok. Dạ, nấu rồi. Dạ, đầu tiên là mình lấy cái cà ri qua xào với lấy dầu á, cho mùi cà ri nó lên rất thơm lên. Thơm. Dạ, thế được rồi. Thắng sẽ nổi lửa giúp anh. Dạ. Được không ạ? Dạ, dạ. Dạ. Rồi, nồi cho này nồi này lên này. Cái này là để nấu chút xíu rồi. Bây giờ cho dầu vào. Dạ, bây giờ mình bỏ dầu vô chút xíu. Hai người ăn đi. Hai người ăn. Dạ. Bây giờ bỏ nước cà ri. Mình xào cà ri cho nó thơm lên. Thơm lên. Dạ, thơm lên. Bắt đầu bỏ nước cốt dừa, bỏ chút một chút. Dạ. Xào cà ri tiếp. Dạ. Xào cà ri cho nó màu cà ri với lại nước dừa mới vô cho nó màu nó đẹp và nó sệt sệt lại. Dạ, sệt sệt lên. Là mình có bỏ thêm nước dừa thêm một chút nữa. Dạ. Cho lá chút vô. Thơm. Dạ, cho nó thơm. Cho thơm. Cái món là được thơm. Nước dừa mà cứ bỏ vô từ từ. Ít một thôi. Đừng. Cho nó ngấm. Không được cho nhiều. Không có bỏ vô một lần. Bây giờ có thể cho thêm nước dừa vào đây được. Được. Cho thêm nước dừa. Dạ, dạ. Bây giờ bỏ hết luôn cũng được. Hết luôn được. Dạ. Hai người ăn là cũng cần một bát ô tô đấy. Dạ. Bát to ấy. Nhỏ dạ. Trong cái ly nó mặn. Có mặn sẵn rồi. Lần thứ hai là mình nấu có được phân bỏ nước mắm. Bỏ nước mắm là đâu mình bỏ ngọt có gì chứ cho nó vừa là đây. Cho nó vừa. Bây giờ cho một ít bột ngọt. Bột ngọt. Dạ. Rồi ít đường. Cái này đường là mình tan, đừng tan lại. Sau đây là ta cho vịt vào đây ạ. Dạ. Đây là, đương đây là cái... hai người ăn. Dạ, hai ngày. Cái này không có nấu hết. Dạ. Không này có nấu hết. Dạ. Vâng. Thế được, anh cho vào bao nhiêu? Là cái này mình không có nấu lâu, con vịt mình mua nó chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Vậy nếu mình nấu lâu lên thịt nó cứng lên nó không có được mềm vậy. Dạ. Dạ. Giờ đổ dứa vào. Dạ. Bỏ chất thơm, chứ mình cắt sẵn. Dạ. Cà bi mình để sau, để bỏ sau, cà bi nó dẻ chín, dẻ tan rồi bỏ ra. Cuối cùng mới cho cà chua bi.
Dạ, cuối cùng như là la quế. Húng quế. Dạ, ra húng quế. Dạ. Đây là trái ớt. Ớt mình cắt sẵn là mới ra được. Ớt này là ớt theo. Không cay mà không anh? Cái ớt không cay vậy, nên là bỏ vô cho đẹp lên. Với cái... Và có mùi. Dạ. Cái ớt này là tùy theo mình muốn cắt kiểu nào cũng là tùy theo mình cắt. Dạ. À thế thì bao giờ thì cho cà chua bi vào được? Khi nào thấy trái thơm, cái thơm mình bỏ mới vô, mới bỏ trái thơm vô. Dạ. Dạ. Và đem một chút cho trái thơm nấu rồi nó la vậy. Món này nó hơi ngọt. Ta có thể cho cà chua bi vào được. Dạ, ok được rồi. Một chút cà chua bi giờ khoảng 4-5 trái thôi. Dạ. Cái này được chưa anh? Dạ, dạ. Đó. À. Giờ la quế. La húng quế. Dạ. Cuối cùng mình cho ớt không anh? Dạ. Bỏ vô chung luôn. Dạ. Nếu mà mình bỏ la húng quế vô lại mà cứ tắt bếp được luôn. À thế ạ. Nếu mà nấu lâu là mà nó mất cái mùi. Dạ, không có được đẹp, cái lá không có được tơi, không có được xanh. Là có thể ăn được rồi. Dạ. Ôi, kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và tôi ngửi thấy mùi thơm lắm rồi. Đến giờ ăn rồi. Mời quý vị hãy thưởng thức món này cùng Quang Thắng nhé. Xin mời. À xin mời. À, hôm nay chúng ta thưởng thức những món ăn vô cùng thú vị ở nhà hàng Lạc Thái. Yeah. Anh xin giới thiệu với em, đây là món chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là vịt quay cà ri đỏ. Còn đây là gỏi ba khía. Rất lạ. Đây là gà lá dứa. Xin mời. Ok, mời anh. Em có hay đến đây ăn không? Cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Yeah. Ngon nhờ, lạ không? Dạ. Nếm cái món chính này đi. Dạ. Cà ri nè. Úi dạ, ngon lắm. Được rồi, dạ. Thơm nhờ. Dạ. Rất là thơm. Nó hơi có một cái phong cách cà ri, nó hơi có phong cách của Ấn Độ, hơi có một chút của Thái Lan. Nó cay, nó không cay lắm đâu, nhưng mà mùi nó rất là đặc trưng ấy. Dạ. Nó thơm thơm thơm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chương trình ẩm thực độc đáo xin trao kỷ niệm chương cho món cà ri đỏ vịt quay tại nhà hàng Lạc Thái, 12 Mạc Thị Bưởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Em tặng anh. Cảm ơn Thắng và cảm ơn chương trình, và chúc chương trình thành công và ngày càng thêm phong phú. Dạ, chúng tôi thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn nhãn hàng Sơn Export của công ty For Oren đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này, và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.